quân đội Israel tuyên bố chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở phía nam Liban. Cuộc đột kích diễn ra ngay sau khi được giới lãnh đạo Israel phê chuẩn, qua đó đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah, nhóm vũ trang ở Liban do Iran hậu thuẫn. Trước đó vào ngày 30 tháng 9, các quan chức Mỹ cho biết Cùng ngày, Tel Aviv đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ quy mô nhỏ chống lại Hezbollah và phong tỏa các cộng đồng dọc theo biên giới phía bắc của Israel khi pháo binh Israel tấn công miền Nam Liban. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Israel đã thông báo cho Mỹ về các cuộc tấn công. Theo mô tả của phía Israel, đây là các hoạt động hạn chế tập trung vào cơ sở tầng của Hezbollah ở khu vực gần biên giới Israel-Liban. Không chỉ giới hạn ở Liban, Israel cũng cảnh báo rằng không nơi nào ở Trung Đông nằm ngoài tầm ngắm của Israel. Một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Damascus của Syria ngày hôm qua đã khiến ba thường dân thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Trước đó, Israel cũng tấn công vào mục tiêu của Houthi ở cảng Hodeida của Yemen khiến hàng chục người thương vong, đồng thời phá hủy các hệ thống phát điện cùng cơ sở hạ tầng khác tại cảng. Về phía Hezbollah, Phó Thủ lĩnh Naim Qasem tuyên bố họ đã sẵn sàng cho một cuộc giao tranh trên bộ, Mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi ngừng bắn nhưng cho đến nay, Mỹ vẫn chưa thuyết phục được Israel kiềm chế các cuộc tấn công vào Hezbollah hay lực lượng Hamas ở Gaza. Ngoại trưởng Anh David Lamy một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cũng kêu gọi Israel tránh mọi hoạt động quân sự trên lãnh thổ Liên bang, nhấn mạnh rằng những hành động này sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.